chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Trung Trần Mô Tô, kênh chuyên mua bán và trao đổi tất cả các dòng xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng, đặc biệt là xe chạy lướt rất là ít và nhập khẩu hải quan chính ngạch sang tên toàn quốc được nha mọi người. Bên cạnh đó còn là một nơi đáng tin cậy trong nhiều năm, 8 năm nay Trung đã làm bằng A2, A1 và B cho rất là nhiều người ha. Đặc biệt là làm ra bằng xong rồi thì êm xuôi, còn không ra bằng là trả tiền nha mọi người. Không ra bằng là trả tiền đó, chắc chắn là như vậy. Mọi người cần về thông tin mua xe, trao đổi xe, mua bán, trao đổi làm bằng gì xin liên hệ với Trung qua số điện thoại duy nhất 0932111288. Trung là người trực tiếp trả lời cho mọi người và tư vấn mọi người ha. Không nhất thiết là phải làm, hỏi và cần gì Trung tư vấn cũng được ha. Muốn làm ở đâu cũng được, không nhất thiết phải làm ở Trung đó. Mọi người làm được một nơi đúng đắn, chuẩn, bằng thật là Trung cũng mừng cho mọi người rồi. Đây, và xem xe trực tiếp tại số 1324 Trần Kế Xương, phường 3, quận Bình Thạnh. Ok, xin chúc mọi người có một ngày làm việc thật là hăng say, có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo hôm nay là mình sẽ đi về một con xe Honda quá là quen thuộc, chớp đèn chờ sẵn mọi người tới lụm luôn. CB650R. Đây, con này được một chủ đập thùng vào tháng 6/2021. Đúng một chủ đập thùng ha. Hay, và họ vừa ký ủy quyền qua Trung lần thứ nhất nên sẽ còn ủy quyền được. Đó, ở thời gian này làm sang tên hơi bị lâu. Đa số anh em mua xe thì rất là thích và tận dụng cái việc ủy quyền. Đó, và thêm vào đó là con xe này là biển số Sài Gòn. Ê, khoan, sorry, quên nói là con xe này chạy lướt được 5.000. Xe này bao check hãng thoải mái nha mọi người. Mọi người thích thì cứ check hãng. Đó, mọi người thấy con xe còn rất là mới, biển số Sài Gòn. Đẹp nha mọi người, biển số Sài Gòn, đuôi 99 là thấy ok rồi. Đó. 99 cũ cũ luôn. Con xe còn rất là mới đây. Lăn bánh 5.000 thì nó đúng ở cái 5.000 của nó. Chỉ đỏ chỉ xanh còn. Ha, Trung để ở đây hơi tối mọi người không thấy cái lăn chỉ xanh. Nha, nhưng mà còn trên hình ảnh Trung chụp là có nha. Đó, chỉ đỏ chỉ xanh. Ốc ác mọi thứ là đều còn mới hết, rất là mới vì nó chỉ mới đi được đúng được 5.000 thôi. Gác chân dàn chân ốc ác mọi thứ mọi người thấy ha, những cái vệt sơn hãng điểm điểm trên con ốc đó nè mọi người thấy ha, đó là còn đầy đủ hết, không có ai đụng vào. Rồi anh gán quay dưới gầm giùm em cái ha. Đây, dưới gầm còn sạch bon mới tinh. Ha, không có leo gầm cấn đụng, không có gì hết. Đây, két nước cũng vậy, két nước còn rất là mới, không có dấu cấn đụng gì luôn ha. Có sẵn bảo vệ két nước luôn. Đây, ốc ác, mọi thứ còn rất là mới. Mâm không cong vênh, không bị đá dăm chém. Lớp trước có thể mình sẽ thấy rõ hơn. Đây, vạch sơn đỏ và sơn xanh đây. Đó, gai còn rất là sâu, nguyên con xe còn rất là mới, chó đen mới tinh. Và con xe đã được vô những thứ đồ chơi cơ bản để bảo vệ chiếc xe. Cặp chống đổ rất là chắc đây, cặp chống đổ dành cho CB650 và CB1000 chắc chắn ha. Tiếp đến cái này đặc biệt nè. Cái này tại sao xe nào Trung quay mọi người cũng thấy, từ vì Trung bỏ tiền túi Trung mua chứ không phải của chủ trước ha. Đó, lúc nào Trung cũng phải bỏ tiền ra Trung mua cái yên solo. Bởi vì sao? Bởi vì thích thôi. Đó, bởi vì Trung thích nhìn cái con này với kiểu dáng là yên solo. Ừ, còn yên zin đầy đủ, yên zin còn đầy đủ ha. Xe full 2 chìa khóa. Này, Trung đang giới thiệu về chiếc xe mình muốn bán, nó mới như thế nào hay nó như thế nào đó, chứ không phải là review xe nha mọi người. À, thẻ cứu hộ, catalog còn đầy đủ, bộ đồ nghề, bộ đồ nghề kèm theo xe. Này, mọi thứ ốc ác còn rất là mới, đi chăm sóc và rửa đều đặn, bảo dưỡng đều đặn. Đó,
dán cao su ốp bình xăng đó, những cái thứ cơ bản. Một con xe rất là mới nha mọi người. Đấy, mọi người cứ xem đi, mới tinh nè, bô nè, mới lắm ha, gấp đĩa mới về cui, ốc nè chưa mở còn cái dấu luôn đó, chưa tăng sên này nọ, mở gắn cái rơ gù vô thôi. Ốc này, những cái vạch sơn đó, vạch sơn ốc này rất mới nha mọi người. Cổ, cổ chưa có dấu đóng siết vô luôn hay gì luôn, phục chưa mở, mới cầm dưới chẳng ba dưới nè, thấy tinh. Tay thắng, tay côn nè, tay thắng tay côn rất mới, không có dấu cấn đụng à, và rất nhẹ mọi người, nhìn chung bóp nè, hai ngón đó, rất là thoải mái. Thì con xe nó mới như vậy và bao check hãng thì Trung bán với giá rất tốt ha. Một chủ đập thùng, mọi người nên phân biệt cái thứ nhất nè, xe một chủ đập thùng và là biển số Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, thuế chỉ 1% đó, nó không có tốn nhiều tiền như là xe biển số huyện, sẽ tốn thuế 5% và tốn thêm tiền biển 4 triệu bạc nếu mà mình đi về thành phố hay nên như thế nào đó, đó và nơi khác. Con này thì không tốn tiền biển số luôn nha, và Trung bán với giá chỉ có 238 triệu ha. Đó, so với hãng là rất là nhiều, hãng thì là bán 282 283 bao ra tên Sài Gòn. Đôi khi thì hãng sẽ sale, chắc mọi người cũng biết thì sale thì không phải lúc nào cũng sale, và sale thì số lượng nó có hạn thôi mọi người. Đó, như vậy là rất tiết kiệm, 238 mua được con xe chuẩn chỉ về đi, biển số Sài Gòn luôn, dễ ngồi dễ lái, góc lái rất rộng chuẩn chỉ. Ôi, à, ngon lành, nhẹ, rất là nhẹ. Cái bô zin đó là hay sẵn rồi nha mọi người. Đó, bô zin nó hay sẵn rồi, cũng không cần móc gì đâu, móc thì nó hay thêm chứ không có gì. Xe thì rất là nhẹ, rất là gọn nhẹ, dẫn rồi nó cũng dễ, không có gì hết, nhẹ lắm. Đó, cái này là chơi tiệt chiêu giống anh Phan Thông đó, mọi người biết không? Anh Phan Thông người cao nhồng là ông anh cũng quen á, anh cao lắm, 1m8 hay sao á, mấy chiếc bự bự anh chơi anh đứng vậy là nó mọi người dùng giỡn thôi. Anh Thông coi được clip này chắc cũng vui anh Thông ha. Rồi, không để mất thời gian của mọi người nhiều, mọi người cần thêm chi tiết vì về con xe xin trao đổi trực tiếp với Trung qua số điện thoại 0932 11 288. Mọi người xem xe thiện chí tại nhà à, chắc chắn là Trung sẽ không bán lỗ à, vì Trung còn phải sống à, Trung sẽ bán với giá ví dụ lời chút đỉnh cũng được, chắc chắn là vậy à, 2-3 triệu cũng được. Nói thiệt nhiều khi không ai tin đâu, xe mấy em chịu là 2-3 triệu xạo quýnh luôn đúng không, nhưng mà thí dụ ra xe được nhanh Trung sẽ bán luôn, nhưng mà với điều kiện mọi người xem xe và vui vẻ thiện chí. Còn trả giá qua điện thoại mà cứ nói là sao thế đó giá cao quá, cái này Trung chia sẻ thật tình nha, giá cao quá, giá về hãng bán như thế này thế kia, ok chúc mừng mọi người ra mua xe của hãng. Chứ không cần phải so sánh, tại vì khi mình mua một chiếc xe lướt như vậy là mình đã tích lũy tiện lợi được mấy chục triệu rồi mọi người, mình nên cân xứng. Đó, nếu mà mình am hiểu với lại chiếc xe người ta đã bao cho mình check hãng, dạy gì không mua. Đó, tiết kiệm được 50-60 đáng chứ, tiền đó mình để làm việc khác, mua iPhone 14 chẳng hạn, phải không? Đó, giống như cái anh quay phim của Trung là chuẩn bị mua iPhone 14 đó mọi người. Ok, mất thời gian của mọi người nhiều, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.